đang chiến đấu nào. Cùng tìm kiếm năng lượng, tiềm tàng sức mạnh đang ngập sâu. Nơi nơi gian nan cũng muốn chiếm lấy ánh sáng ngăn cản đường chúng ta. Không gì ngăn được các anh hùng. Yeah. Nào cùng bước tới nhanh hơn, không ngại mưa, không ngại khó. Chiến xa thần thú, tập 24, vị khách ngoài hành tinh. Đi thôi, mau đến sân luyện tập nào. Ây da, hôm nay em sẽ không để thua anh hai đâu. Hả, mọi người đang làm gì bên đó vậy? Noah, có chuyện gì vậy? Có gì đâu mà bắt người, chẳng lẽ hai cậu vẫn chưa nghe tin gì hay sao? Hả, nghe tin gì chứ? Tin tức chiến xa. Gần đây ở đấu trường trên không đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Trong không gian yên tĩnh, ống hình kỳ bí đột ngột xuất hiện. Mặt của mình. Nặng quá đi. Nhưng mà mình sẽ không chịu thua đâu. Hắn ta đột nhập vào phòng của các tay đua và làm nhiều trò quậy phá. Rốt cuộc hắn là ai và mục đích gì? Tất cả vẫn chưa có lời giải đáp. Nhưng mà có thể đột nhập một cách âm thầm như vậy, Chẳng lẽ là do người ngoài hành tinh làm sao? Không, có người ngoài hành tinh thiệt sao? Lời nói của MC Chiến Xa có tin được hay không? Nếu như có người ngoài hành tinh thiệt, em cũng muốn coi thử. Đúng rồi, anh hai, hay là mình đi bắt người ngoài hành tinh đi nha. Chỉ cần bắt được hắn thì chắc là sẽ không xảy ra chuyện lạ nữa. Như vậy thì mọi người có thể yên tâm thi đấu rồi. Oh yeah, mình cũng sẽ tham gia. Oh yeah. Chúng ta hãy cùng bắt tên người ngoài hành tinh đó nào. Thật sự sẽ suôn sẻ như vậy sao? Chúng ta sẽ nhân lúc mọi người đã ngủ say đến đấu trường trên không này, cảm thấy thích thú thiệt. Đúng vậy, giống như là đi thám hiểm vậy đó. Nghe nè, hai cậu chịu chuẩn bị như vậy mà đòi đi bắt người ngoài hành tinh hả? Đợi đã. Để đó. Với cách luyện tập chưa từng có này, Alex mình sao có thể bỏ qua được. Hơi. Hey, các cậu dám tự mình đi bắt người ngoài hành tinh, giành mất vinh quang của mình, mình sẽ không để cho các cậu được như ý đâu. Vậy có nghĩa là hai cậu cũng muốn tham gia bắt người ngoài hành tinh đúng không? Tốt lắm, nhiều người thì sẽ mạnh hơn. Nào, mọi người hãy bật đèn pin lên đi. Yeah. Đội truy bắt người ngoài hành tinh xuất phát. Mình có linh cảm người ngoài hành tinh đang trốn đâu đó gần đây thôi. Liệu tụi mình có thể nào tới chỗ nào sáng hơn một chút không? Hả? Đừng nói là cậu đang sợ nha. Quê quá, cậu nhìn mình đây, mình không sợ chút nào hết. Thì ra là một con mèo thôi. Thiệt tình, các cậu nhát gan quá. Có gì đâu mà phải sợ. Mình thấy là ở đây không có cái gì hết trơn á. Chỉ là một con ếch thôi mà. Hả? Khu vực này hình như trước đây chúng ta chưa từng đến. Ở đây sao lại có căn phòng vậy? Cửa đang mở, chẳng lẽ trong đó có người sao? Không lẽ là người ngoài hành tinh đến đang trốn ở trỏng sao?
Vô trong coi thử đi. Một hai. Hả? Đây là... Ồ không, sao toàn là hình nộm đầu không vậy? Chẳng lẽ người sống ở đây là... Ngày mai phải đổi cái nào đấy ta? Cái này hay là cái này ta? Chẳng phải là đều giống nhau hết sao? Tiêu rồi. Bí mật mà mình đã luôn che giấu tới bây giờ đã bị phát hiện rồi sao? Nhìn thấy rồi hả? Làm mình hết cả hồn. Hả? Bên kia cũng có một cánh cửa. Oh yeah, nó không chừng người ngoài hành tinh đang ở trong đó đó. Một, hai. Đây là... cái gì vậy? Thì ra là Joseph. Cũng đã khuya lắm rồi, các cậu tới đây làm gì vậy? Đúng rồi, Joseph, người ngoài hành tinh có tới đây không? Người ngoài hành tinh nào vậy? Nó làm sao đây ta? Nó giống vậy nè. Hoặc có thể là như vậy. Hoặc là như vậy nè. Không, cũng có thể nó là như vậy nè. Hả? Nè, mấy cậu có ý gì vậy? Nhìn thấy tôi sao la làng chứ? Mặt của cậu so với người ngoài hành tinh còn ghê hơn nữa kìa. Còn cả đời luôn. Các cậu quá đáng quá mà. Mình chỉ đang đắp mặt nạ làm đẹp mà thôi. Không ai đuổi theo chứ? Hả? Ai đó? Là anh Caesar. Anh Caesar. Mất tiêu rồi. Có thật là anh Caesar không vậy? Anh Caesar đẹp ra như vậy thì sao có thể nhìn làm được? Coi chừng, phía trước có nguy hiểm. Đây là cái gì vậy? Ồ không, tê quá. Tưởng chỉ với tia hồng ngoại này thì có thể cản trở mình đi tìm anh Caesar hay sao? Coi mình đây. Đúng thật là dễ dàng quá đi. Mọi người đừng tưởng đại tiểu thư qua dễ dàng như vậy. Thật ra mỗi ngày cô ấy đều gặp bụng khoảng 50 lần, rồi gặp lưng 50 lần. Cả đi ngủ cũng phải làm nữa. Wow, hả? Giỏi quá vợ. Không đúng, vậy thì khác nào là không làm gì hết. Vậy cô ấy có thể tránh được tia hồng ngoại thì đúng là không dễ dàng gì. Đây chính là sức mạnh của thiếu nữ đi tìm kiếm mạch mã hoàng tử của mình. Nếu như quá kiêu ngạo thì đúng là không có gì hay hết. Không thấy người ngoài hành tinh đâu hết. Cậu chủ Caesar. Mình đi ngủ đây. Nếu như thức khuya sẽ ảnh hưởng tới việc luyện tập ngày mai. Đúng rồi, mình cũng phải tạm biệt các cậu đi ngủ liền đây. Được rồi, mai gặp lại. Kinson à, tụi mình cũng về thôi. Không. Hả? Nếu không tìm được người ngoài hành tinh, em sẽ không về nhà đâu. Mình cũng vậy. Hắn ta nhất định đang trốn ở đâu đó. Chắc chắn là như vậy rồi, không sai. Các cậu là người trái đất. Chào các cậu. Cậu ấy nói kìa. Tôi tới từ hành tinh Bảo Thạch. Là người ngoài hành tinh. Tao không ngờ có người ngoài hành tinh thiệt. Nhưng mà nhìn cậu ấy có vẻ không phải người xấu. Người này với cậu chủ Caesar đúng là có vẻ ngoài ý hệt nhau. Cho mình hỏi.
Chào cậu, mình là cô gái đẹp nhất trên trái đất này đó. Mình là Em. Tên cậu là gì vậy? Cậu không thể nói dối như vậy được. Mình tên là Leder, là hoàng tử trên hành tinh Bảo Thạch. Hoàng tử, tốt quá rồi. Một vị hoàng tử có khuôn mặt y hệt như cậu chủ Caesar. Cuộc gặp gỡ này đây đúng là sự sắp đặt của số phận mà. Cô chủ à, hình tượng, chú ý hình tượng một chút. Cậu tên là Leder, mình tên... Cậu tên là Yolen, còn đây là em trai cậu, Kirsten đúng không? Wow, đúng là giỏi thiệt, cậu ấy nói đúng hết trơn rồi. Không hổ danh là người ngoài hành tinh. Leder, tại sao cậu lại đến trái đất này vậy? Mình muốn thi đấu chiến xa. Hả? Mình nghe nói cuộc thi chiến xa thần thú rất được ưa chuộng ở trái đất này. Mình cũng muốn tham gia, mọi người có muốn xem chiến xa thần thú của mình hay không? Thật sao? Mau cho tụi mình coi đi. Chiến xa thần thú của người ngoài hành tinh chắc chắn sẽ rất là ngầu luôn. Ví dụ, toàn thân của nó sẽ phát sáng, hoặc là sẽ có một tốc độ chạy nhanh siêu cấp luôn. Chiến xa xuất phát. Cái gì vậy? Đây là chiến xa thần thú. Cậu lộn rồi đó. Cái này không phải chiến xa thần thú. Thì đã nói không phải là chiến xa thần thú. Mình đã luôn theo dõi trận thi đấu của mọi người. Nhìn thấy mọi người chơi vui vẻ như vậy, mình thấy vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng mà mình không dám xuất hiện đâu cậu, sợ sẽ gây ra sự hỗn loạn. Nhưng mà một mình thì lại thấy rất cô đơn, cho nên mình đã lén lút đến phòng của mọi người để lại một số dấu vết gì đó. Mong mọi người sẽ phát hiện ra mình. Thì ra không phải là một trò quậy phá. Tối nay gặp được mọi người, mình cứ tưởng cuối cùng mình có thể thực hiện mơ ước thi đấu chiến xa rồi. Nhưng mà... Leder, hoàng tử điện hạ. Hoàng tử điện hạ, hãy phấn chấn lên. Ngoài việc thi đấu chiến xa, trên trái đất này vẫn còn có thể trải nghiệm rất nhiều điều thú vị nữa đó. Hả? Điều thú vị sao? Cùng nhau đi chơi đi. Đi chơi sao? Nhưng bây giờ đã là đêm khuya rồi. Hàng quán với công viên đóng cửa hết rồi bà nội. Cô chủ à, cứ giao cho tôi. Tôi sẽ tạo ra một khu vui chơi vô cùng đẹp và hoành tráng. Cậu không sao chứ? Vẫn ổn, vẫn ổn. Mũi của cậu sao vậy? Mũi của mình có sao đâu. Chắc là mình nhìn lầm rồi. Tiếp chiều. Hoàng tử, Hoàng tử Leder, cũng chơi chung với mình đi. Đáng sợ quá đi. Mình cứ tưởng là sẽ bị đánh bẹp dưới luôn. Cô chủ à, thấy sao? Rất là vui. Đương nhiên là cậu vui rồi. Nhưng mà làm khó tụi mình quá. Đúng đó. Hoàng tử điện hạ, cậu chơi có vui không? Không, mình không vui chút nào. Mình muốn thi đấu chiến xa, đó mới là điều mình muốn làm nhất. Vậy sao? Đúng rồi, vậy thì thi đấu chiến xa đi. Để cậu coi thử cách thi đấu thịnh hành nhất bây giờ của tụi mình như thế nào. Mặc dù đây không phải là một cuộc thi chính thức, nhưng mà nó vẫn rất vui. Vậy sao? Kirsten à, em hãy làm mẫu trước đi. Cứ chào cho em. Hãy coi đây, chiến xa xuất. Cái tiếng này gọi là... Gió đang dãy gọi, đất đang dãy gọi, trời cũng đang dãy gọi. Tôi tới đây. Mình là sứ giả tình yêu, thiên thần áo hồng. Lại nữa rồi. Mình tới đây là vì để hoàng tử điện hạ có thể thấy một trận thi đấu chiến xa thật đẹp mắt và gây cơn. Chiến xa xuất phát. Hey, xông qua đó đi. Dạ, thưa cô chủ. Chiến xa thần thú phi mã siêu tốc.
Hay quá đi. Phi mã siêu tốc đúng là ngầu vô cùng. Tiếp sau đây, tới lượt cậu đó. Được, diễn xa xuất. Nè, cậu đừng có dùng con rùa đó. Đây, mình cho cậu mượn chiếc dũng mãnh sư tử. Hả, mượn dùng chiến xa thần thú chẳng phải là phạm quy sao? Bây giờ chỉ là tập luyện, không có sao hết. Cậu không cần lo lắng, tiến lên nào. Diễn xa xuất phát. Thất bại rồi. Vẫn chưa đâu. Ủa hả? Hay quá đi. Sao? Sao có thể để phi mã siêu tốc một mình vô diễn được chứ? Diễn xa thần thú, dũng mãnh sư tử. Wow, thành công rồi. Wow, tới đây. Hay quá đi. Đúng thật là sự biến hình hoàn hảo mà. Mình xin lỗi, tại mình phấn khích quá. Mình thấy cái dáng vẻ phấn khích của cậu hình như là quen thuộc lắm. Hình như thấy ở đâu rồi. Các cậu nghĩ nhiều quá rồi. Hoàng tử điện hạ. Anh hay quá đi. Anh nhất định sẽ trở thành tay đua hạng A. Không, có khi còn hơn như vậy nữa. Tay đua siêu hạng A. Chơi bắt quá. Nè, đã khuya lắm rồi. Mấy cậu có ở đây làm gì? Làm sao đi? Mình không thể bị thấy được. Linda là người ngoài hành tinh, nếu như bị phát hiện chắc chắn sẽ bị bắt đi mất. Hơn nữa, đã trễ như vậy rồi mà tụi mình chưa về, chắc chắn sẽ bị la cho coi. Có khi còn bị đuổi khỏi đấu trường trên không nữa đó. Hả? Anh hai, vậy bây giờ phải làm sao đây? Chạy mau, nhanh lên. Nè, đứng lại. Mấy cậu là ai vậy hả? Ở đây, cứ giao hết cho tôi. Thôi. Các cậu mau đứng lại cho tôi. Hả? Anh ta vẫn còn đuổi theo tụi mình. Lại còn chụp hình chúng ta nữa chứ. Chết rồi, anh ta chắc chắn phát hiện ra đây là người ngoài hành tinh rồi. Hả? Ladder. Ladder. Mình không chạy nổi nữa. Mọi người mau chạy đi. Hả? Vậy làm sao mà được? Mình không thể làm liên lụy các cậu và gây thêm phiền phức cho các cậu nữa. Mình sẽ không bỏ rơi bạn của mình đâu. Bạn sao? Không sao hết, tụi mình sẽ bảo vệ cho cậu. Vô lên. Cảm ơn cậu. Đừng hỏng chốc tự. Các cậu ngoan ngoãn chịu trói đi. Nhân lúc này, nhanh lên. Vô lên, tạm thời an toàn rồi. Ladder, nhân lúc này cậu mau về đĩa bay của mình đi. Đáng tiếc thật, khó khăn lắm mới trở thành bạn bè. Không ngờ đã phải chia tay nhau như vậy rồi. Mình cảm thấy rất là buồn. Hoàng tử điện hạ, mình có một chuyện rất quan trọng phải nói cho cậu biết. Thật ra thân phận thiên thần áo hồng là giả thôi. Thân phận thật sự của mình là một tuyệt thế mỹ nhân đẹp đến nỗi không thể dùng từ ngữ để miêu tả vẻ đẹp của mình nữa đó. Mình xin lỗi, mình không nên giấu câu chuyện này. Hoàng tử điện hạ, cho dù cách xa thì chúng ta vẫn mãi mãi là bạn tốt, đúng không? Bạn của mình. Mình sẽ không quên các cậu đâu. Mình chắc chắn cũng sẽ không quên quãng thời gian vui vẻ khi chúng ta cùng nhau luyện tập chiến xa với nhau. Lần sau có dịp gặp lại thì hãy cùng thi đấu thật sự đi nha. Cảm ơn cậu, Violin. Cảm ơn cậu, Kinson. Rồi sẽ có ngày mình sẽ thành tay đua hạng A. Tới lúc đó mình nhất định sẽ đến chơi với các cậu. Hẹn rồi đó. Nhớ đó. Cái đó sao nhìn kỳ lạ quá vậy? Đừng đụng vô mà. Cái gì? Là MC chiến xa sao? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Để tôi giải thích cho rõ luôn vậy. Thật ra đây là một chương trình đặc biệt của truyền hình chiến xa. Sự sắp xếp của chương trình chiến xa quậy phá. Chương trình quậy phá hả? Đúng vậy.
Chúng tôi muốn lén quan sát thử coi, nếu như mọi người biết có người ngoài hành tinh bí ẩn lẻn vào đấu trường trên không thì sẽ phản ứng ra sao. Không ngoài dự đoán, biểu hiện của mọi người đều vô cùng đặc biệt. Nhưng mà khi các cậu đến phòng tôi để tìm người ngoài hành tinh, tôi thật sự đã bị một phen hú hồn. Cũng may là tôi phản ứng nhanh nên đã qua mắt được các cậu rồi. Mọi việc sau đó đều rất hoàn hảo, và tôi cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đóng giả người ngoài hành tinh của mình. Anh cũng có phần trong đó nữa đó. Cho nên là chương trình quậy phá lần này vô cùng thành công. À? Chẳng lẽ các cậu giận sao? Anh đã rồi. Anh giận luôn, giận cái giận cái giận tôi sao? Trả lại sự cảm động và nước mắt cho tôi ngay đây. Nước mắt chùa hả? Má đừng má, trả lại đi, trả lại đi. Tôi sẽ bị rối lên hết đó. Rối thì có sao đâu chứ? Má dù sao tóc anh cũng còn một đống vậy mà. Trả lại đi, trả lại tóc của tôi. Đừng mà, đừng mà. Mình đã biết kết quả sẽ là như vậy. Michael đấu với Zeta, bò hút cuồng nộ đấu với gấu thép hùng chiến. Tây đô hạng A mạnh nhất và chiến xa thần thú mạnh nhất sắp sửa thi đấu với nhau một trận. Rốt cuộc người chiến thắng trong trận đấu gay cấn này sẽ là ai đây?